Phong Đô Cung đến từ quê hương Châu Phong của chúng ta, cũng là một trong những đô với nhiều năm thi đấu và có bề dày thành tích. Vào những năm 2014, Đô Phụng thi đấu chuyên nghiệp. Nhắc hai đô thi đấu được tay gáy nhưng không được tát đối phương như vậy. Xin một tràng pháo tay của toàn thể nhân dân. Nhắc hai đô thi đấu nghe theo điều lệnh của trọng tài. Vâng, Đô Phụng đang rất máu rồi. Vào những năm 2008 đến năm 2013 là thời gian thi đấu đỉnh cao của Đô Phụng. Đỗ Phụng đã từng ăn tập ở trung tâm thể thao quốc gia 1. Ngoài rồi. Vâng, hai đội tiếp tục. Vào những năm 2008, Đỗ Phụng đã từng ăn tập tại trung tâm thể thao quốc gia 1 ở nội dung vật. Nhưng sau khi thấy làm gỗ kinh tế phát triển hơn, Đỗ Phụng đã quyết tâm bỏ thể thao để về làm kinh tế. Nhưng với lòng đam mê nội dung vật, Đỗ Phụng cũng đã chinh chiến rất nhiều các lễ hội làng. Linh còn tóm nhầm cả chân trọng tài rồi. Hai đội tiếp tục. Trên khuôn khổ các lễ hội làng là có cái hay như vậy. Chỉ không cần trọng lượng các ông đô, chỉ cần các ông đô có đủ sức khỏe là các ông đô đã có thể tham gia thi đấu rồi. Còn khi thi đấu do liên đoàn vật tổ chức các giải toàn quốc, các đô sẽ thi đấu theo hạng cân, thi đấu theo lứa tuổi và thi đấu tính thời gian. Giải do liên đoàn vật tổ chức, các đô sẽ thi đấu tính thời gian, mỗi thi đấu hai hiệp chính, mỗi hiệp 5 phút, nghỉ 30 giây, kết thúc hai hiệp chính không có thắng thua, các đô sẽ bước sang hiệp phụ thi đấu 4 phút, nếu như không phân định được thắng thua, xét biên bản trọng tài, không nhắc nhở, không cảnh cáo, các đô sẽ phải đứng lên bàn cân, cân trọng lượng cơ thể các đô, đô nào nhẹ cân hơn là đô đó sẽ thắng. Đó là luật của... Rồi. Nhắc đô phố xanh. Chúng ta được phép cầm vào phố 3 để sử dụng kỹ thuật kéo vó. Không được cầm vào đuôi phố để sử dụng kỹ thuật kéo vó. Rất nguy hiểm đến bộ phận bên trong của phố. Đô Phụng vẫn còn... Nếu như bộ phận ấm chén mà có vấn đề gì là rất nguy hiểm. Đó, được cầm vào phố 3 để sử dụng kỹ thuật kéo vó. Nhưng tuyệt đối, điều cấm kỵ là các đô không được sử dụng đuôi phố. Làm gì không? Rất nặng. Vâng, mẻ cá này nặng lên đến 105 cân. Cũng rất khó cho đô phụ. Vâng. Xin một tràng pháo tay thật to, thật dai, thật dài để cổ vũ cho hai đô. Hết sức tuyệt vời. Vâng, mời hai đô nghỉ giải lao ít phút. Mời hai vận động viên của đầu đèo 1 chuẩn bị trang phục. Xin mời hai ông đô Phụng và ông đô Linh tiếp tục thi đấu. Trận thi đấu tiếp. Vâng, xin. Alo, 1, 2, 3. Xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to, thật giòn giã để cổ vũ cho Đỗ Phụng, quê hương Châu Phong của chúng ta. Từ
từ một vận động viên chuyên nghiệp, Đỗ Phùng thấy làm gỗ kinh tế phát triển hơn. Đỗ Phùng đã từ bỏ con đường thể thao để về làm gỗ. Làm gì được không? Vâng, hai đôi đều sử dụng nhất khố, một kỹ thuật nhất khố rất khó. Đây là kỹ thuật nhất khố, nhưng hai đô với trọng lượng cũng rất tương đồng nhau, cũng rất khó có thể sử dụng kỹ thuật này. Vâng, ngoài rồi. Vâng, ban tổ chức nhận được một bó hoa. Trọng tài nhắc hai đô nghe hiệu lệnh trọng tài trống để thi đấu. Tổ chức nhận được một bó hoa tươi thắm trị giá 200.000 đồng của anh Tuấn dành tặng cho Đô Linh. Dù thắng hay thua, Đô Linh sẽ nhận được một bó hoa tươi thắm của bạn Tuấn. Ngoài rồi. Ở đầu là một vận động viên Mỹ Tiên, Thừa Thiên Huế, vận động viên Thu Huyền, Hà Nội chuẩn bị trang phục. Vâng, ban tổ chức tiếp tục nhận được một cái lèo do anh chị Thu Tú đồ gỗ treo với lèo thường lữ đấu với Lam. Lèo thường đang tạm thời là 1.000.000 đồng. Vâng, làm gì được không? Thôi dừng lại. Nhắc đôi khố đỏ không được cầm vào đuôi khố để sử dụng kỹ thuật kéo bó. Rất dễ hỏng các bộ phận ấm chén bên trong. Nhắc đôi phụng lần thứ nhất. Vì khi kéo đuôi khố rất nguy hiểm. Đuôi khố sẽ siết vào các bộ phận bên trong rất nguy hiểm. Hôm nay ban tổ chức đã nhận được của ông bà Tuấn Việt ủng hộ cho đôi phụng là 200.000 đồng. Đồ được phép cầm vào khố 3 để sử dụng các kỹ thuật. Rất tiếc cho đội phụ được tình huống ngoài sới. Nếu như ở giữa sới là đã có kẻ thắng người thua. Rất tiếc. Hai đồ tiếp tục. Và ban tổ chức nhận được một sự tài trợ của đồ gỗ Thu Tú. Tài trợ một lèo cho giải lèo nam và nữ. Ngoài rồi. Trống đã gia tăng trước khi đô khố xanh nhấc nổi đô phụng. Rất tiếc cho đô khố xanh. Các đô thi đấu sẽ nghe theo hiệu lệnh của trọng tài. Alo. Hai đô bắt tay nhau. Trận thi đấu bắt đầu. Dạ vâng, các cụ có câu ba keo mèo mở mắt. Liệu rằng bước sang hiệp thi đấu thứ 3, hai đồ có phân định được thắng thua hay không? Và ngoài rồi, rất tiếc. Hai đồ tiếp tục thi đấu khu vực giữa sới, phân định thắng thua. Vâng, sới vật của thôn Châu Phong chúng ta đang ngày một nóng lên dần rồi. Tuy rằng thời tiết đã xuống nhiệt độ thấp nhưng sới vật luôn luôn nóng bỏng.
bởi tinh thần thi đấu của các đồ. Vâng, xin toàn thể nhân dân lộ tràng báo tay thật to thật tròn ra để cổ vũ các đồ. Làm gì được không? Ôi em vào! Ôi em vào! Vâng, không được rồi. Mẻ cá này quá to, kéo đứt cả vó nhưng vẫn không lên được. Dạ vâng, tiếp tục hội đồng liên 1979 trao thưởng cho keo vật này. Ai thắng sẽ được một bó hoa tươi thắm trị giá 1 triệu đồng. Xin toàn thể nhân dân lộ tràng báo tay thật to để thật tròn giá để cảm ơn hội đồng liên 1979 hết sức tuyệt vời. Liên tục là những bó hoa được gửi về ban tổ chức. Hội đồng liên 1979 năm nay đứng lên tổ chức giải vật với quy mô hết sức là vâng. Hai đội tiếp tục thi đấu với chuyên môn rất cao. Các đồ đang thi đấu cống hiến với 200% thể lực của mình về với sứ mệnh châu phong, hay từ những keo vật thường đến những trận thi đấu giải. Các đồ từ mọi miền của Tổ quốc về với quê hương châu phong chúng tôi, chỉ cần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến hết mình, nhân dân quê hương châu phong chúng tôi sẽ không tiếc những tràng pháo tay, những bông hoa tươi tắm dành tặng cho các đồ. Nhắc đồ phụng lần hai, không được cầm vào đuôi cố. Vâng, rất nhiều khả năng đô linh sau keo vật này về phải đi kiểm tra lại những bộ phận ra khoa sản. Xin mời hai đô của đầu lèo ba, xin mời đô Nguyễn Doãn Dũng quê hương Đông Anh của chúng ta và đô Nguyễn Đình Trường đến từ sứ mệnh Bắc Giang. Hai đô tiếp tục thi đấu. Trong khi chờ đợi đô Dũng về cắm nồi cơm cho vợ thì hai đô của Lèo Thèo tiếp tục thi đấu. Vâng, kéo vào. Làm gì được không? Nhắc đô phụng không được dùng tay kéo hầu đối phương như vậy. Các động tác đều phải qua lách. Trận thi đấu tiếp tục. Làm gì được không? Xin toàn thể nhân dân hồ tràng báo tay thật to thật to ra để cổ vũ cho hai đồ chúng ta. Vâng, cũng rất khiêm khôn ngoan. Ngoài rồi. Ban tổ chức vừa nhận được một bó hoa vô cùng to của đồ gỗ Mạnh Kha tài trợ cho đô phụng nếu thắng trong keo vật này với số tiền lên đến 3 triệu đồng. Và xin một tràng pháo tay thật to thật rộn rã để thay lời cảm ơn cho đồ gỗ Mạnh Kha hết sức tuyệt vời. Như ban tổ chức đã nói trên, các đồ về với quê hương châu phong chúng tôi chỉ cần cống hiến những keo vật hay, những miếng đánh đẹp là các đồ. Lên không? Chỉ cần các đô có thi đấu nhiệt huyết, cống hiến hết mình là nhân dân thôn Châu Phong chúng tôi sẽ không tiếc những tràng pháo tay, những bông hoa tươi thắm dành tặng cho các đô. Thank you.
một ngày. Giá trị tiền thưởng lên đến 4.200.000 đồng của các nhà tài trợ, chưa tính giải thưởng của ban tổ chức. Quá tuyệt vời. Mời hai đội nghỉ giải lao ít phút. Đội nào thắng trong kèo vật này, một bó hoa tươi thắm trị giá 1.000.000 đồng. Và xin toàn thể nhân dân một tràng pháo tay để thay lời cảm ơn gửi đến anh Nguyên. Hai đội cố gắng lên. Đỗ Phụng cố gắng lên. Vâng, nếu mà Đỗ Phụng thắng trong kèo vật này, tiền thưởng lên đến 5.400.000 rồi. Hết sức tuyệt vời. Vâng, ban tổ chức nhận được một sự tài trợ của em Chức, dành tặng một bó hoa tươi thắm trị giá 200.000 đồng vào giải nhất nữ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn bạn Chức. Xin chúc bạn cùng gia đình bước sang một năm mới, gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin được chân thành cảm ơn. Vàng đô Xuân Tiến Châu Phong muốn thi đấu một kèo với vận động viên nữ. Xin mời các vận động viên nữ, xin mời đô Xuân Tiến trở về giữa sới để cho các vận động viên nữ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Hỗ cho cả các đô đến từ mọi miền của Tổ quốc đã rất xa xôi để về đây chung vui chảy hội với tôi chúng ta. Ngoài đời rất tiếc cho Đỗ Phụng, một pha quét trụ trượt. Vâng, chúng tôi đã thấy những cơn mưa bắt đầu lặng hạt nhưng không phần nào cản được tinh thần yêu bộ môn vật dân tộc. Vâng, nhắc hai đô không được húc đầu như thế. Đây là vật dân tộc chứ không phải trò trâu. Chúng ta không được húc đầu vào nhau. Hai đội tiếp tục. Vâng, những cơn mưa bắt đầu lặng hạt nhưng cho thấy tinh thần yêu bộ môn vật dân tộc của quê hương Châu Phong hết sức tuyệt vời. Làm gì không? Hay vào! Vỗ tay thôi cả nhà ơi! Trời ơi, rất tiếc! Vâng, những cái vỗ mông yêu thương dành tặng cho đội trưởng. Xin lỗi Đô Linh. Đô Phụng đang rất vất vả rồi. Đô Phụng cố gắng lên. Nếu như thắng trong kèo vật này, giải thưởng đang lên đến 5.400.000 đồng, bằng một pho tượng quan công rồi. Cố gắng lên. Đô Phụng vào thời năm 2013, Đô Phụng cũng là một trong những vận động viên theo tập ở Trung tâm Thể thao Quốc gia 1. Nhưng Đô Phụng thấy được tiềm năng kinh tế từ buôn bán đồ gỗ, Đô Phụng bắt đầu giải nghệ và về buôn bán. Rất nặng. Vâng. Rất khôn ngoan. Kéo đứt bó cái là chạy ngay. Trong vật dân tộc nói riêng cũng như các loại hình thể thao nói chung, có thắng có thua, có công có thủ. Các đô giành được ưu thế, các đô sẽ thừa thắng xông lên. Còn các đô thất thủ, các đô sẽ tìm cách phi thân ra ngoài, tránh miếng đánh của đối phương. Làm gì được không? Rồi rất tiếc cho Đỗ Phụng. Một pha quyết định dồn sức bất thành. Hiện nay ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký của Đô Tuấn ở Thái Nguyên tham gia lèo thường. Đề nghị các đô có ai đăng ký nên đăng ký ban tổ chức. Mời đô Xuân Tiến của Châu Phong thách đấu với các đô nữ trở về giữa sới để cho các vận động viên nữ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Như
Mời đô Xuân Tiến ạ, ban tổ chức gọi lần hai, mời đô Xuân Tiến thách đấu với các bạn nữ. Vâng, ngoài rồi. Hai đô đã thất thấm mất thấm mệt rồi. Gần như không muốn chạm vào nhau rồi. Tên của hai đô của địa phương, xin lỗi. Vâng, hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, thay mặt cho hội đồng lên 1979, xin được chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, luôn luôn theo dõi cổ vũ động viên từng kèo vật thường cho đến những kèo vật giải. Quả thật ban tổ chức nhận được để thành công của giải vật như thế này, ban tổ chức một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương. Và buổi chiều hôm nay là buổi chiều thứ hai nội dung vật được diễn ra, buổi chiều ngày mai là buổi chiều thứ ba, cũng là buổi chiều cuối cùng nội dung vật dân tộc được diễn ra tại khu Châu Phong của chúng ta. Vậy thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể nhân dân, hai giới các cụ cùng quý khách thập phương. Đúng 14 giờ chiều ngày mai, ban tổ chức sẽ cho các ông đô sẽ tham gia tranh tài các nội dung đấu giải cũng như các vận động viên nữ tham gia đánh giải nhất nhì ba. Vâng, ban tổ chức cũng đã nhận được số tiền tài trợ của anh Tiến Hiền ủng hộ cho Đô Phụng là 200.000 và ông Cảnh Hoa ủng hộ cho Đô Phụng là 200.000 và anh chị Thành Hiền ủng hộ 500.000 cho Đô Phụng. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin một tràng pháo tay thật to thật giòn giá để thay lời cảm ơn gửi đến các nhà tài trợ. Những bó hoa tươi thắm hết sức tuyệt vời. Vâng, chưa được. Buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều thứ hai nội dung vật dân tộc được diễn ra trên khuôn khổ lễ hội làng truyền thống thôn Châu Phong. Và buổi chiều ngày mai là buổi chiều thứ ba, cũng là buổi chiều cuối cùng nội dung vật dân tộc trên khuôn khổ hội làng Châu Phong chúng tôi sẽ được diễn ra. Buổi chiều ngày mai hứa hẹn sẽ là một buổi chiều nóng bỏng, là cuộc tranh tài rất nhiều sắc màu. Vâng, hết sức tuyệt vời. Vâng, xin được công bố kết quả. Xin mời hai vận động viên Phai Ông Đô và Just Thới. Ôi dồi ôi, đề nghị hội đồng lên 1979 chuẩn bị máy đếm tiền cho Đô Phụng. Thế này phải 3 pho tượng quan công mới hết được số tiền này. Và như vậy Đô Phụng đã toàn thắng. Xin chúc mừng thành tích của Đô Phụng với số tiền khủng hết sức tuyệt vời. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều thứ hai nội dung vật dân tộc được diễn ra trên khuôn khổ lễ hội làng truyền thống Châu Phong chúng tôi. Vâng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một trong những kiện tướng quốc gia Đô Nguyễn Xuân Dũng quê hương đồng hành chúng ta đã xuất hiện trên sân giới. Xin một tràng pháo tay thật to thật giòn giã để chào đón Đô Nguyễn Xuân Dũng. Vâng, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ở đầu lèo ba giữa Đô Nguyễn Xuân Dũng quê hương đồng hành người mang khố đại khố đỏ xin giữ gặp Đô Nguyễn Đình Trường sẽ bắt Bắc Giang xin theo. Hai đô làm thủ tục xe đài. Đô Nguyễn Xuân Dũng nếu như là người yêu bộ môn vật dân tộc, chúng ta không có thể thấy ngày này năm ngoái không chỉ là một trong những ông đô mà Đô Nguyễn Xuân Dũng là ban tổ chức của giải vật năm 2023. Năm nay do vướng vào lịch thi đấu được diễn ra tại quê hương Hải Phòng vào ngày hôm qua, Đô Dũng cũng đã giành được huy chương vàng ở hạng cân 80kg, bảo toàn được danh hiệu kiện tướng quốc gia. Idol bắt đầu thi đấu. Anh Nguyên
với bề dày thành tích của mình, với kinh nghiệm chiến mạc cũng. Liệu rằng Đỗ Dũng có thắng được tuổi trẻ hay không? Với tuổi trẻ, sức khỏe và sự khéo léo, còn Đỗ Dũng đang thi đấu với kinh nghiệm chiến mạc của mình. Sát sao rồi. Đội trưởng cũng rất khôn ngoan. Nhìn bằng mắt thường chúng ta có thể đánh giá được đội trưởng với trọng lượng cơ thể vượt trội hẳn. Đội trưởng có thể lên đến trên 100 cân. Đây là phó chủ tịch của Hiệp hội Những Con Người Tốt Bụng do Đỗ Phương của quê hương Châu Phong chúng ta ngày hôm qua thi đấu đảm nhiệm. Lại tiếp tục một kỹ thuật kéo bó rồi. Làm gì không? Vâng, đề nghị bộ phận ánh sáng của đoàn văn công chúng ta tắt giúp ban tổ chức. Nhắc Đỗ Dũng không được sử dụng đuôi khố. Ban tổ chức buộc lại khố cho Đỗ khố xanh để đảm bảo cho các Đỗ thi đấu không bị ảnh hưởng bởi các ánh sáng bên ngoài. Nên đề nghị bên bộ phận văn công, bộ phận ánh sáng của đêm văn nghệ tối nay chúng ta tắt giúp ban tổ chức những chiếc đèn. Và đề nghị toàn thể nhân dân chúng ta khi quay phim chúng ta được quay, nhưng chúng ta vui lòng tắt những chiếc flash để tránh ảnh hưởng chất lượng thi đấu của các đội. Hai đội tiếp tục. Vâng, tuy thời tiết cũng đang se lạnh rồi, nhưng trên sới vật cũng đang nóng dần lên từ những keo vật thường cho đến những trận đấu giải. Làm gì được không? Đỗ Dũng đang sử dụng kỹ thuật kéo bó, nhưng mẻ cá này rất to. Mẻ cá này rất to và rất nặng. Đội trưởng cũng rất khôn ngoan. Vâng, bên cạnh ban tổ chức đã nhìn thấy các huấn luyện viên của Đỗ Phụng cũng đã lên đấm bóp bát xoa rồi. Các bác sĩ cũng đã lên chăm sóc sức khỏe cho Đỗ Phụng để cho Đỗ Phụng thi đấu công hiến với 200% thể lực của mình. Trận thi đấu tiếp tục. Đỗ Dũng cũng đã thi đấu rất nhiều các trận thi đấu mới bảo toàn được danh hiệu kiện tướng quốc gia, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến thể lực của Đỗ Dũng. Liệu rằng Đỗ Dũng có làm mưa làm gió được như những gì Đỗ Dũng làm trên sới vật? Chưa được, chưa được. Vâng, hai đội yên tâm, chúng tôi đã có công nghệ vàng được ship từ UAE trở về để phục vụ các đồ rồi. Đường thua vui vẻ, thắng rõ ràng. Lên các đồ yên tâm thi đấu. Vừa rồi tuy Đỗ Dũng đã kéo được mẻ cá lên, nhưng vẫn còn phần chân của đối phương trên mặt sới. Hai chân vẫn chưa bật hẳn lên mặt sới. Keo bật vừa rồi vẫn chưa phân định được thắng thua. Nếu có sự thiếu lại, đề nghị các đồ trưởng các lên đội về bàn ban tổ chức. Chúng tôi sẽ tua lại công nghệ ba. Vâng, rất nhanh. Như vậy thắng thua đã rõ. Xin mời idol vào giữa sới chúng tôi công bố kết quả. Đó, về với hội Châu Phong chúng tôi là được thua phải vui vẻ, thắng thua phải rõ ràng. Xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to thật giòn giã để chúc mừng thành tích thi đấu của Đỗ Dũng. Mời đội trưởng về với quê hương Châu Phong chúng tôi. Thắng cũng được lì xì và thua cũng được lì xì. Các đội thi đấu vui vẻ, công hiến
vận động viên Đình Công đến từ Thái Nguyên, Idol làm thủ tục thi đấu. Ở giải nhất nữ chức nhận được sự đăng ký của vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Tiên đơn vị Thừa Thiên Huế xin giữ, vận động viên Lê Thị Quỳnh Như đơn vị Nghệ An xin theo. Mời hai vận động viên chuẩn bị trang phục. Trận thi đấu bắt đầu. Vâng, đơn vị Thái Nguyên là một trong những đơn vị cũng có rất nhiều các vận động viên tiềm năng, rất nhanh. Hiện nay ban tổ chức cũng đã nhận được đơn đăng ký của đô vật Huy ở Sóc Sơn xin tham gia đèo thường, và có đô vật nào nên phá thì nên đăng ký ban tổ chức ạ. Chưa được. Rất tiếc cho đồ dung. Xin mời hai vận động viên của giải nhất nữ chuẩn bị trang phục. Vận động viên Mỹ Tiên đơn vị Thừa Thiên Huế, vận động viên Quỳnh Như đơn vị Nghệ An. Dạ vâng, trong khi ban tổ chức còn đang miệt mài cập nhật các thông tin của các nhà tài trợ thì đã có cây thắng người thua. Và như vậy, Đô Nguyễn Xuân Dũng nhị thắng đầu đèo 3. Xin mời sới vật Thái Nguyên tiếp tục cử người về theo. Và xin lỗi, xin mời Đô Dũng trở về giữa sới. Và buổi chiều ngày mai là buổi chiều thứ 3, cũng là buổi chiều cuối cùng nội dung vật dân tộc sẽ được diễn ra. Buổi chiều ngày mai tới Huế với rất nhiều các ông đô, các danh đô nổi tiếng như ông đô Hà Văn Hiếu nặng 125 cân, ông đô Đào Hồng Sơn, ông đô Cấn Tất Dự cũng sẽ về tranh tài ở các nội dung thi đấu giải trong buổi chiều ngày mai. Vậy một lần nữa thay mặt cho hội đồng liên 1979 xin được trân trọng.